Một nhà sư ngồi thiền, không ngờ nhìn thấy được 600 năm luân hồi bi thảm. Liệu luân hồi nhân quả có thực sự tồn tại? Một nhà sư đã tình cờ nhìn thấy kiếp trước của mình khi đang thiền định. Ông đã phải trải qua 600 năm đau khổ, 10 lần rơi vào cõi súc sinh, chỉ vì nhất thời mải mê với thú vui trên thế gian. Cho đến khi nghiệp chướng được giải trừ, ông mới có thể tái sinh thành người. Liệu rằng quy luật nhân quả có thực sự tồn tại như trong truyền thuyết hay không? Mời các bạn cùng đón xem trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip của chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa nữa nhé. Xin cảm ơn và mời các bạn theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Có một nhà sư tên là Tịnh Không đã kể lại rằng, trong một buổi thiền, ông đã nhận được phước lành từ chư Phật và Bồ Tát, nên tình cờ có khả năng thấy được vòng luân hồi đau khổ của mình trong 600 năm qua. Trong khoảng thời gian 600 năm, ông bắt đầu sự sống với kiếp đầu tiên là một người xuất gia. Vì còn nhiều tham vọng thế tục, nên vẫn chưa thỏa mong ước nhận được phước lành của trời đất. Ở kiếp thứ hai, ông được sinh ra trong gia đình giàu có. Tuy nhiên, vì gây nhiều tội ác chỉ để thỏa mãn sở thích của bản thân nên cũng sớm qua đời. Kiếp thứ ba, ông lại là một tướng quân vô cùng độc ác. Vì tội nghiệp nặng nề nên những kiếp sau đó, ông đã 3 lần chuyển sinh thành cóc, 4 lần thành gà lôi và 3 lần thành lợn. Sư Tịnh Không xuất thân từ gia đình phong kiến họ Lý. Tháng 3 năm 1989, sau khi có sự đồng ý của vợ con, ông đã xuất gia quy y cửa Phật. Chính ông cũng không biết tại sao mình nhất định phải nhập gia. Như thể đó là một duyên phận chưa hoàn toàn kết thúc từ kiếp trước. Sau khi bước vào cửa Phật, ông thường tham gia lễ Phật và thiền định. Mặc dù hiểu biết về Phật Pháp không nhiều, nhưng Sư Tịnh Không thường xuyên đọc sách Phật học. Ông luôn tin vào Phật Pháp và thành kính mong được tu hành đắc đạo. Một buổi tối ngày 25 tháng 8 năm 1992, Sư Tịnh Không tịnh tâm ngồi thiền sau khi đảnh lễ Đức Phật. Với sự gia trì của tất cả chư Phật và Bồ Tát, ông đã nhìn thấy được những số phận khác nhau từ tiền kiếp của mình. 2 năm sau đó, trong lúc ngồi thiền tại chánh điện, ông lại tiến thêm một bước, biết được duyên số của vợ và con cái. Bấy giờ ông mới nhận ra rằng những lần tái sinh định mệnh của mình đều có thật. Vậy trong 600 năm qua, Sư Tịnh Không đã trải qua những gì? Kiếp đầu tiên của ông là một vị tu sĩ mới 20 tuổi, được thọ giới 3 đại giới và tu hành suốt hơn 20 năm. Trong quá trình học Phật và tu hành, ông đã làm nhiều việc tốt, tạo nhiều công đức. Nhưng chỉ có thân thể của ông là nhập gia, còn tâm hồn vẫn mê muội với thế tục, mong muốn phước lành của nhân thế. Bởi vì không có một trái tim kiên định, nên cuối cùng, ông không chỉ không thoát khỏi lục đạo luân hồi mà còn rơi vào 3 cửa địa ngục chịu khổ. Sau khi qua đời, ông được tái sinh vào một gia đình quý tộc giàu có, trở thành một công tử quyền quý. Hàng ngày, ông chỉ thưởng thức cuộc sống vui vẻ hưởng lạc, chỉ riêng các cung nữ phục vụ đã có tới 8 người. Chưa dừng lại ở đó, ông còn là một người cực kỳ tham lam danh lợi, làm nhiều việc xấu. Lần này, sau khi qua đời, ông lại tái sinh vào một gia đình quan lại. Dưới sự ảnh hưởng của gia đình, khi lớn lên, ông đã trở thành một tướng lĩnh được xã hội kỳ vọng. Lúc này, ông có đến 24 cung nữ phục vụ, nhưng cũng sống một cuộc sống đầy thị phi. Không chỉ có vinh hoa phú quý bất tận, mà cả sơn hào hải vị cũng không thiếu thứ gì. Ông từ một tướng quân đức cao vọng trọng trở nên thiếu kiểm soát, cuối cùng vì ham muốn vui chơi mà gây ra nhiều hệ lụy xấu xa khi hạ lệnh trừng phạt nhiều người chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân, thậm chí là lấy đầu của những người vô tội chỉ để ném xuống sông. Với hành động tàn ác vô nhân đạo của mình, ông đã dùng hết phước lành và tái sinh vào 3 cửa địa ngục và đầu thai làm cóc. Vì lúc làm tướng quân, ông đã lấy đầu của nhiều người nên đã trở thành một con cóc không có cổ. Ngoài ra, còn phải trải qua nhiều hình phạt đáng sợ như bị đánh đập, bắt sống, chặt đầu lột da để trả nợ của kiếp trước. Sau khi chịu đựng sự đau đớn vô tận qua 3 kiếp của một con cóc, nhưng vẫn chưa trả hết tội, vậy là ông lại 4 lần tái sinh thành con gà rừng. Trong kiếp thứ 2 và thứ 3, do sở thích ăn uống vô độ nên khi biến thành gà rừng, ông phải tự mình kiếm ăn và trở thành con mồi của kẻ khác.
trải qua nhiều khổ đau để trả nợ của kiếp trước. Sau đó, ông lại tiếp tục tái sinh thành lợn thêm 3 kiếp để trả nợ. Do sở thích ăn uống nhưng lười nấu nướng, chỉ biết nằm đợi thức ăn dâng đến miệng. Không chỉ phải ăn thức ăn thừa, đồ ôi thiêu, mà ở kiếp lợn, ông còn phải chịu đựng đau khổ từ việc bị đánh đập và mổ xẻ để trả nợ cho những ác nghiệp mà mình đã gây ra trong 2 kiếp trước vì tham ăn. Đáng lẽ, khi còn là một nhà sư ở kiếp đầu tiên, ông chỉ cần thành tâm niệm Phật là có cơ hội đến cõi cực lạc. Nhưng vì lưu luyến thế gian, ông đã tự gieo xuống cho mình vô số ác nghiệp, cuối cùng bị đọa vào cõi súc sinh 10 lần. Trong suốt 600 năm, ông đã trải qua mọi khổ đau trên thế gian, chịu đựng mọi loại hình phạt tra tấn. Một kiếp tu hành đã đổi lại phước lành của 2 kiếp, nhưng ông lại không biết tích lũy phước lành mà lại tạo ra nhiều ác nghiệp, khiến bản thân phải đi vào vòng luân hồi. 10 lần bị đọa thành súc sinh rồi mới được tái sinh vào thế gian. Đó chính là minh chứng cho quy luật nhân quả. Có người thắc mắc rằng, tại sao ông ấy lại không rơi ngay vào cõi địa ngục để chịu khổ? Đó là bởi vì công đức ông đã tích lũy từ kiếp đầu tiên khi học Phật đã cho phép ông 2 lần tái sinh vào gia đình giàu có. Đợi đến khi ác nghiệp được trả hết sau khi tái sinh vào cõi súc sinh, hạt giống thiện lành của tâm hồn ông sẽ một lần nữa nảy mầm. Đó cũng chính là lý do ông lại tu tập theo Phật giáo trong kiếp này. Một nhà sư nhìn thấy tiền kiếp của mình đã phải trải qua 10 lần tái kiếp thành súc sinh để hoàn trả những ác nghiệp từ kiếp trước. Đạo Phật có câu, bất khả dĩ thiểu thiện, căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Nghĩa là không thể dùng chút ít thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi cực lạc. Việc một người sau khi qua đời muốn tái kiếp làm người một lần nữa đã là điều vô cùng khó khăn. Con người có thể chịu đựng muôn vàn đắng cay để được tái kiếp làm người. Vậy sao không tu tập pháp đạo một cách tốt đẹp? Mọi chuyện trên thế gian đều có nhân quả luân hồi. Ngoài ra, những trường hợp bị đọa vào cõi súc sinh còn được ghi chép trong các kinh điển liên quan. Vào thời Chiến Quốc, có một vị tướng tên là Bạch Khởi làm việc cho nước Tần. Ông đã tham gia hơn 70 trận chiến lớn nhỏ, chiếm được hơn 70 thành trấn của 6 nước và giết hơn 1 triệu quân địch, có chiến tích vang dội. Tuy nhiên, vì quá nặng tay khi chiến đấu, bằng nhiều chiêu trò đã sát hại hơn 40.000 binh sĩ nước Triệu trong trận Trường Bình, nên mãi đến khi qua đời, ông cũng không có một cái kết tốt đẹp. Ở kiếp trước, ông có thể là một chỉ huy dũng mãnh, tài giỏi, nhưng vì sát hại quá nhiều người, Bạch Khởi đã bị đọa vào 3 cõi ác, chịu khổ và nhận sự trừng phạt liên tục từ sấm sét. Trong Sử ký Đông Chu Liệt Quốc có đề cập đến một ngày cuối triều Đại Đường, trời quang gió lặng, thì một con bò bất ngờ bị sét đánh. Khi kiểm tra, người ta phát hiện trên bụng con bò xuất hiện 2 chữ Bạch Khởi vào thời Hồng Vũ đời nhà Minh. Tại chùa Tam Mao ở núi Ngô Sơn có một con rết lớn với chiều dài hơn 1 mét, chiều rộng đến 2 tấc bị sét đánh chết. Trên lưng con rết cũng có 2 chữ Bạch Khởi. Theo ghi chép sau đó, vị tướng quân dũng mãnh lại tái sinh thành một con lợn. Một lần người thợ đang mổ lợn thì phát hiện 2 chữ Bạch Khởi khắc trên da lợn. Vào thời Minh Chính Đức, một thầy giám khi đang ở ngoại thành An Đức Môn xây dựng chùa Vĩnh Ninh đã ra lệnh giết một con lợn để hiến tế. Nhưng trên bụng lợn lại có 4 chữ đỏ, tần tướng Bạch Khởi. Thầy giám lúc này vô cùng hoảng sợ nên đã gọi người chôn lợn đi. Trong tiểu thuyết huyền thoại Dịch Kiến Chi có ghi chép về một cô gái xinh đẹp người Giang Nam 17 tuổi bị mắc bệnh nặng trở nên điên dại hoàn toàn. Người ta thường nói cô là hóa kiếp của Bạch Khởi, tướng lĩnh đại tướng quân của Tần Quốc. Vì đã sát hại quá nhiều người nên Bạch Khởi chỉ có thể tái sinh thành một người con gái đoàn mệnh. Bạch Khởi đã phải chịu nhiều ác báo khi rơi vào luân hồi và lần lượt bị đọa vào 3 cõi súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Sau khi trải qua hết mọi khổ đau, bằng toàn bộ nỗ lực, ông đã được tái sinh thành con người với cơ hội sửa đổi số mệnh. Tuy nhiên không ai ngờ rằng, vì đoản mệnh, Bạch Khởi vốn là một chiến thần kiệt xuất, nay đã trở thành một cơ thể yếu đuối, đến mức ai cũng có thể bắt nạt. Quảng Dị Ký có ghi chép lại một câu chuyện rằng, vào thời đại Vô Đường Huyền Tông, có một vị sử quan họ Vương ở Hà Nam đột nhiên qua đời. Tuy nhiên, một vài ngày sau, ông lại bất ngờ sống lại và kể cho mọi người xung quanh rằng tại địa ngục, ông đã chứng kiến Bạch Khởi sử dụng thủ đoạn lừa đảo để lừa gạt hơn 40 vạn binh lính tại trận Trường Bình. Thiên đế đã trừng phạt Bạch Khởi
bằng cách mỗi 30 năm một lần lại cho người lấy đầu ông ta, cho đến khi hết 1 vạn năm mới dừng lại. Từ xưa đến nay, những kẻ tàn sát binh lính không thể tránh khỏi bất hạnh, nhất là những kẻ dùng thủ đoạn để chôn sống 40 vạn tù binh như Bạch Khởi. Mặc dù đã từng là một chiến thần lừng lẫy, nhưng vì tội lỗi quá lớn, Bạch Khởi đã phải chịu khổ chịu lụi và trở thành quái thú ở nhiều kiếp. Qua những câu chuyện trên, thì theo bạn, nhân quả luân hồi có thực sự tồn tại hay không? Bạn đã từng thấy qua những câu chuyện nào? Hãy bình luận bên dưới để cho mọi người cùng biết nhé! Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào 8 giờ tối mỗi ngày. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.